Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. 24/7, Care at Home, 714-725-7000. Hoàng Trọng Thủy tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý trong thời sự thế giới. Ngày hôm nay ở tại tiểu bang Georgia cũng có một khu vực là cộng đồng của người Đại Hàn. Tương tự như ở thành phố Garden Grove v.v. Người Đại Hàn họ sống rải rác, nhưng mà từ Los Angeles xuống tới quận Cam này là Murrieta, Buena Park v.v. Anaheim. Nói chung là mặc dù họ sống rải rác nhưng quý vị để ý đó, có khi mà tới nơi đó quý vị nhận ra ngay, bởi vì có các cửa hàng có tiếng Đại Hàn. Tại Georgia cũng thế nữa, ở tại một quận, thưa quý vị, đang xảy ra một cái vụ án mạng không thể tưởng được, và đây là hình ảnh mới nhất được sở cảnh sát của Georgia đưa ra trong ngày hôm nay. Bản tin ghi nhận đó, mới đây có một người có thể là ngửi thấy mùi hôi thối từ một chiếc xe. Chi tiết không được nêu rõ, nhưng mà người này đã gọi cho cảnh sát nghi ngờ có thể là chiếc xe đậu ở một cái khu vực của người Đại Hàn. Tại nơi đây có một cái chỗ mà người Đại Hàn họ dích vào tắm hơi đó, ở spa, rồi có massage vân vân, mọi thứ ở quận Wynette, tiểu bang Georgia. Khi cảnh sát đến nơi, dựa trên cái lời khai của cái nhân chứng mà khi họ nghi ngờ, bởi vì có thể là chiếc xe này đậu quá lâu, không ai di chuyển và lại có mùi hôi thối bốc lên. Cảnh sát mở chiếc xe ra thì tìm thấy một thi thể của một người phụ nữ ở bên trong. Nội vụ này xảy ra vào tối thứ ba vừa qua lúc 10 giờ 50 tối. Cái quán, cái tiệm tắm hơi này đó, nó tên là Jeju, cũng là một cái đảo của bên nổi tiếng của bên Nam Hàn. Và sau đó thì cảnh sát mới mở cuộc điều tra và họ đã bắt được 5 người, 5 người lớn và một thiếu niên. Người thiếu niên này chỉ mới có 15 tuổi thôi, 5 người lớn trong đó kể cả một cô gái nữa. Thế nhưng điểm đáng chú ý đó là khi mà phỏng vấn cả 6 người này, tức là hình ảnh của thiếu niên 15 tuổi không có đó, thì những người này họ nói với cảnh sát, chúng tôi là lính của Chúa Kitô. Và chúng ta cũng biết được ở Đại Hàn đó, họ theo Tin Lành, họ theo nhiều giáo phái khác hoặc là các tín ngưỡng, phần lớn là theo Kitô giáo. Và cái tình trạng mà đôi khi có những cái hành vi buộc những người khác phải theo tín ngưỡng tôn giáo của mình đó, hoặc là đi ngược lại đó, thì họ lại tự ý ra tay để ngăn cản hoặc là đưa ra những cái hình phạt. Và chúng ta cũng theo dõi những cái phim của Đại Hàn thì cũng thấy những cái hình ảnh đó. Thứ hai nữa đó là cũng từ phim Đại Hàn chúng ta thấy là có những cái vụ mà sát nhân không ghê gớm vô cùng. Thế nhưng sở cảnh sát của Georgia ngày hôm nay không ngờ là tại cái thành phố này lần đầu tiên, từ xưa tới giờ nó cũng có những cái vụ mà lộn xộn, nhưng chưa khi nào họ tìm thấy một cái vụ giết người mà nó ghê gớm như thế. Theo cảnh sát đó, và kết quả giảo nghiệm tử thi ngày hôm nay được đưa ra, nạn nhân là một người phụ nữ có thể cũng là người Đại Hàn luôn. Đã bị bắt cóc nè ha, bị bỏ đói, đánh đập trong nhiều tuần lễ trước khi chết. Cảnh sát tin rằng đó, dựa trên kết quả giảo nghiệm tử thi, thì cái vụ tấn công người phụ nữ này bắt đầu vào khoảng 3 tháng 8. Cũng có thể là theo lời khai
của các nghi can này, họ bắt cô gái này 3 tháng 8 và họ vẫn chờ để xem coi cái chết của cô gái này nó như thế nào, là có thể là cái chết bị đến từ một ai đó trong nhóm đánh chết cô, hay là vì đói quá mà chết. Và trong cả 6 người nghi can này không ai tiết lộ chi tiết. Và họ nói, ô, chúng tôi không biết, cái vụ này không có liên can gì đến chúng tôi cả. Thì đó là những gì mà bên phía cảnh sát đưa ra. Khi mà bị bắt cả 6 người đó, thì ngay cả thiếu niên 15 tuổi đó, tòa tuyên bố không cho phép những người này đóng tiền tại ngoại hầu cha. Và trong hình thì họ chỉ nêu tên từng nhân vật một. Eric Hun, 26 tuổi, Gawom Lee, Juyo Lee, rồi Juon Hum Lee và Hee Ju Lee. Có 4 người đều họ Lee cả. Trong số này, 3 người 26 tuổi. 3 người 26 tuổi, 1 người 22 tuổi. Có thể là cô gái này, Jum Hyum Lee, 22 tuổi. Và một người 25 tuổi, thưa quý vị. Và đây chỉ là những cái hình ảnh sơ khởi báo chí ở tại tiểu bang Georgia đưa ra trong ngày hôm nay. Và cuộc điều tra đang được tiến hành. Trong khi đó thì sở cảnh sát đưa ra thêm các hình ảnh này trên Facebook và kêu gọi cộng đồng người Nam Hàn hoặc là bất cứ ai có thể cung cấp thêm chi tiết cho sở cảnh sát xem coi những cái hành vi hoạt động của các nhóm tội phạm này như thế nào. Họ có phải thuộc một nhà thờ nào trong khu vực họ sinh sống hay không? Bởi vì tất cả 6 người đều tuyên bố họ là những người lính của Chúa Kitô. Nạn nhân có phải là người Đại Hàn và nguyên nhân dẫn đến cái chết này đến từ đâu? Vì không theo Thiên Chúa, không nghe lời bọn chúng để đi nhà thờ, hay là có những cái mối thù nào khác nữa? Cuộc điều tra vẫn còn đang tiến hành mà chúng tôi tiếp tục theo dõi để gửi đến quý vị thêm chi tiết. Ngay bây giờ mời quý vị vào trong trang nhà littlesgontv.com chiều nay trở lại với chúng tôi lúc 5 giờ chiều với phần tin tức nổi bật cũng như là bản tin buổi chiều quý vị nhé. Chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều niềm vui. Trân trọng kính chào. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. 24/7, Care at Home, 714-725-7000.